Trên thế giới, thông tin mới đây cho biết, binh sĩ Ukraine đã phải trả giá đắt trên chiến trường, một phần do sự hiện diện của linh kiện vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ. Theo The Hill, trong phiên điều trần tại Thượng viện, các chuyên gia đã chỉ ra rằng nhiều linh kiện Mỹ được sử dụng trong vũ khí của Nga, bao gồm máy bay không người lái, súng chống tăng và đạn pháo. Ông Zembin, giám đốc bộ phận tình báo và phân tích mã nguồn mở của một viện nghiên cứu về an ninh quốc phòng, lưu ý rằng sự hiện diện của linh kiện Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vũ khí của Nga, góp phần vào tổn thất nặng nề của binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Điều này đã đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự cho các quốc gia khác, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột và cuộc chiến tranh như hiện nay. Mặc dù Mỹ thường xem xét các biện pháp kiểm soát và theo dõi việc sử dụng vũ khí của mình, việc những linh kiện này lại được sử dụng trong một cuộc xung đột đang diễn ra đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm và tác động đến thế giới. Bên cạnh đó, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Nga cũng khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine trở nên căng thẳng hơn, với việc Ukraine phải đối mặt với tổn thất và thiệt hại từ những vũ khí mà họ từng được hy vọng sẽ được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc chiến của Ukraine mà còn đặt ra nhiều vấn đề đối với cộng đồng quốc tế và sự ổn định toàn cầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về việc kiểm soát xuất khẩu vũ khí, nhấn mạnh rằng sức mạnh công nghệ của Mỹ đang duy trì sự uy tín cho quân đội của Nga. Theo ông Prin, một chuyên gia phương Tây, công nghệ Mỹ đóng vai trò không thể thay chỗ, là nền tảng không thể thiếu cho các hệ thống quân sự hiện đại. Điều này đặt ra nghi vấn về việc Mỹ cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự cho các quốc gia khác, đặc biệt trong bối cảnh xung đột và chiến tranh như hiện nay. Việc các bộ phận Mỹ thu hồi từ vũ khí Nga được đánh dấu từ năm 2022 cho thấy Nga đã dự trữ trước. Ông B thông tin thêm, cho biết Nga hiện tìm thấy các bộ phận trên chiến trường sản xuất gần đây. Bà Ellen Rakoff, phó chủ tịch phụ trách chính sách đối ngoại tại trường kinh tế K, cho biết 95% vũ khí của Nga chứa thành phần chuyên dụng có nguồn gốc từ Mỹ và đồng minh. Tình trạng này gây khó khăn ban đầu do lệnh trừng phạt công nghiệp quốc phòng của Nga đã tiếp cận được những thành phần quan trọng bằng nhiều cách khác nhau, tạo nên một sự phụ thuộc nguy hiểm của Nga vào phương Tây. Một báo cáo gần đây của trường kinh tế K cho thấy các công ty lớn của Mỹ như Intel, Analog Devices, Texas Instruments và IBM tiếp tục giao dịch với Nga thông qua bên Trung Quốc, đẩy mạnh sự phụ thuộc của Nga vào công nghệ và vũ khí của Mỹ. Các chuyên gia đề nghị áp dụng hình phạt nặng hơn đối với các công ty Mỹ cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga. Trong khi đó, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei thu hút sự chú ý khi vượt qua mức cao nhất từ năm 1989, giúp Thủ tướng Kishida trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế và chính trị. Sự lạc quan từ các nhà đầu tư nước ngoài, cùng với những lời khích lệ từ Warren Buffett về tiềm năng hợp tác với các công ty Nhật Bản, đã làm tăng niềm tin trong thị trường chứng khoán Nhật Bản. Thủ tướng Kishida đang đối mặt với thách thức lớn trong việc tăng cường đầu tư tại Nhật Bản, nhưng đến nay ông chưa đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo để khuyến khích đầu tư thêm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến con số tăng trưởng 45% của chỉ số Nikkei trong 12 tháng qua mà còn làm gia tăng lo ngại về tình hình kinh tế yếu kém khi Nhật Bản chính thức bước vào giai đoạn suy thoái sau 2 quý liên tiếp tăng trưởng âm. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Nhật nên gửi người đến các thị trường chứng khoán New York, London, Singapore và nhiều nơi khác để thuyết phục nhà quản lý tài sản tìm đến Nhật Bản đầu tư hơn. Trước đây, cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã thực hiện điều này bằng cách tới Sở Giao dịch Chứng khoán New York để thuyết phục các nhà đầu tư bằng các chính sách cụ thể. Nhiều chuyên gia đề xuất rằng Thủ tướng Kishida cần phải chủ động hơn trong việc thu hút các quỹ toàn cầu đang tìm kiếm nơi an toàn để đầu tư vào các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, đã có một sự di chuyển lặng lẽ của một số hội đồng quản trị, cảm thấy áp lực phải loại bỏ các vị thế chủ yếu trong các doanh nghiệp lớn, nhằm đảm bảo phân phối thu nhập công bằng hơn. Một số doanh nghiệp lớn như Toyota Motor, Hitachi và Nippon Steel đang tiến hành tái cơ cấu kế hoạch kinh doanh để đáp ứng nhu cầu mới. Tuy nhiên, các nỗ lực này vẫn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là trong việc khai thác tài sản trị giá 1.600 tỷ đô la Mỹ của quỹ đầu tư hưu trí để tài trợ cho sự bùng nổ khởi nghiệp. Mặc dù thị trường chứng khoán đã đóng góp đáng kể vào các chương trình nghị sự của Thủ tướng Kishida, câu hỏi đặt ra là liệu ông có tận dụng triệt để cơ hội này hay không? Hợp tác thanh toán xuyên biên giới giữa các cá nhân và doanh nghiệp hai nước đã trở thành một phần quan trọng trong quan hệ đối tác. Việc này bao gồm việc liên kết các hệ thống thanh toán nội địa ở hai quốc gia để cho phép thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự hợp tác này nhằm khuyến khích sử dụng thanh toán bằng nội tệ và hỗ trợ thiết lập cơ chế giám sát để thanh toán xuyên biên giới an toàn hơn.
Thống đốc Rusev cũng cho biết biên bản ghi nhớ thể hiện cam kết của hai nước trong việc tăng cường thanh toán xuyên biên giới và tăng tỷ lệ sử dụng đồng nội tệ của nhau. Trong một phần khác, tại hội nghị G20 ở Brazil, các đại biểu đã tập trung nhiều vào vấn đề chống biến đổi khí hậu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này đối với sự phát triển bền vững toàn cầu. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ với nhiều cuộc chiến tranh, mất mát và tổn thương, không chỉ về mặt con người, đạo đức, chính trị, xã hội mà còn về mặt kinh tế. Điều này thể hiện rõ tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Brazil đang được khen ngợi về quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, với lợi thế rất lớn về năng lượng tái tạo. Đây là nguồn tài sản quý giá có thể giúp giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh. Quyết định của các chính phủ là vô cùng quan trọng trong việc chống lại nghèo đói, bất bình đẳng và phân bổ nguồn lực hợp lý. Tất cả đều liên quan trực tiếp tới cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã cam kết thực hiện các kế hoạch bảo vệ môi trường và đưa ra tiếng nói mạnh mẽ tại các hội nghị và sự kiện của G20 trong năm 2024. Trên thị trường ô tô, việc mua xe điện với giá cao hơn so với các loại xe truyền thống đã tạo ra một thách thức lớn. Ông lớn như Tesla và các doanh nghiệp Trung Quốc đã có những đột phá gần đây, khiến sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp mới như Apple trở nên cực kỳ khó khăn. Đáng chú ý, Tesla đã rút lại một số khoản đầu tư cho xe điện để tập trung vào xe hybrid, kết hợp cả điện và xăng. Trong khi đó, Apple đã bắt đầu dự án Titan nỗ lực phát triển xe điện nội bộ từ một thập kỷ trước. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã gây gián đoạn cho ngành ô tô toàn cầu, khiến kế hoạch của Apple không thể thực hiện theo dự kiến. Trong nước, trong vòng 2 năm qua, Việt Nam đã phải đối mặt với tình trạng thiếu điện liên tục, đặc biệt là trong tháng đầu năm 2024. Tình hình này đã khiến các nhà máy nhiệt điện phải nhập khẩu than nhiều hơn, với lượng nhập khẩu than tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách mới cũng đã được áp dụng, yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp hơn 74,3 triệu tấn than để cung cấp cho sản xuất điện trong năm 2024. Về vấn đề thu hút FDI, Hà Nội đã vượt qua thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gấp hàng chục lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do Hà Nội có các dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký lớn. Điều này cho thấy tình hình thu hút FDI tại Việt Nam đang phát triển tích cực trong thời gian gần đây. Trong thị trường hàng không, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác đến từ châu Á. Cụ thể, các quốc gia như Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư mới tại đây, chiếm tổng số lượng dự án đầu tư mới lên đến 77%, với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 85,5%. Gần đây, Cục Phòng vệ Thương mại Ấn Độ đã khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng kính cường lực chán và không chán xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, tạo ra một điểm nghẽn trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh này, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã ra quyết định điều chỉnh giá vé máy bay. Điều này là lần điều chỉnh giá sau gần 10 năm, với mục tiêu tăng mức giá trần khoảng 5% so với trước đây. Cụ thể, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km sẽ có mức giá trần từ 1,6 triệu đồng một vé một chiều, trong khi các đường bay khác sẽ có mức giá trần là 1,7 triệu đồng. Điều này có thể tạo ra một tác động đáng kể đến ngành công nghiệp hàng không trong nước, đồng thời tạo cơ hội cho các hãng hàng không nâng cấp chất lượng dịch vụ và điều chỉnh lại chi phí hoạt động của họ. Ngoài ra, Bộ Lao động, Thương mại và Xã hội cũng đã đưa ra các sửa đổi mới về mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch hơn cho các nhà môi giới. Việc quản lý thuế và dịch vụ môi giới trong hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ các cơ quan chức năng. Theo quy định, mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới được giới hạn không vượt quá 0,5 tháng tiền lương của người lao động mỗi 12 tháng làm việc. Trong trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên, mức trần giá dịch vụ môi giới không được quá 1,5 tháng tiền lương của người lao động. Đối với các thị trường và ngành nghề cụ thể như thuyền viên tàu cá, vận tải tại Đài Loan, lao động giúp việc gia đình tại Malaysia, Brunei và các nước Tây Á, lao động nông nghiệp tại Australia, mức trần giá dịch vụ môi giới được điều chỉnh theo quy định cụ thể của từng thị trường. Đồng thời, để tăng cường quản lý trong hoạt động thương mại điện tử, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án quản lý thuế đối với hoạt động này. Theo đó, những người bán hàng online nợ thuế có thể sẽ bị cấm xuất cảnh. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tiếp tục siết chặt quản lý thuế từ thương mại điện tử. Danh sách những người bán hàng online nợ thuế sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế, bao gồm cấm xuất cảnh đối với những người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ. Các biện pháp này đã được áp dụng từ trước đối với các cá nhân đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, và hiện nay đang được mở rộng sang các bên tham gia thương mại điện tử. Tính đến hết năm 2023,
đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và nộp thuế qua cổng thông tin thương mại điện tử, với tổng số thuế đã nộp lên tới hơn 8.000 tỷ đồng. Trong khi đó, số thu từ thương mại điện tử với các tổ chức cá nhân trong nước đạt hơn 536 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách hơn 15.000 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhấn mạnh sự nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội của các tổ chức và cá nhân. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, hàng ngàn lao động đang gặp khó khăn với số tiền chậm đóng lên đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn là hai đơn vị đứng đầu trong danh sách này, với số tiền chậm đóng lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, dù chỉ mới chậm đóng 10 tháng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã nợ hơn 38,4 tỷ đồng. Xếp thứ hai trong danh sách này là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn với số tiền chậm đóng hơn 37,3 tỷ đồng. Đây là một doanh nghiệp lớn trong ngành bưu chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, xếp thứ ba về số tiền chậm đóng là chi nhánh của Công ty Cổ phần Anh ngữ APS ở phường 12, quận 3. Đơn vị này chậm đóng gần 31,3 tỷ đồng với thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động lên tới 48 tháng. Ngoài ra, còn có hàng loạt công ty khác gặp khó khăn trong vài năm gần đây, khi số tiền chậm đóng tăng rất nhanh vượt qua mức 10 tỷ đồng chỉ trong vòng vài tháng. Trong lĩnh vực giáo dục, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chính sách tuyển dụng mới nhằm thu hút và giữ chân người tài, nhà khoa học xuất sắc. Theo đó, trong đợt đầu tiên của năm 2024, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển dụng 65 chỉ tiêu làm việc tại các đơn vị thành viên và trực thuộc chương trình 350, hướng đến mục tiêu tuyển được 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc và nhà khoa học đồng ngành đối với những nhà khoa học trẻ tiêu biểu. Các nhà khoa học được tuyển dụng sẽ được hỗ trợ về kinh phí nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các hướng dẫn quy trình xét công nhận chức danh phó giáo sư cấp nhà nước. Trong tin tức về kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế Mexico, bà Raquel Prosto, đã tuyên bố rằng nước này sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ áp thuế lên các mặt hàng thép của họ. Bà Prosto cho rằng việc áp thuế này sẽ không tốt cho thương mại song phương và có động cơ chính trị.